Kính thưa các cụ, các ông, các bà, toàn con cháu trong dòng họ Nguyễn Huy, tôi là con dâu họ ta. Ba mẹ con tôi ở Tuyên Quang về dự khánh thành nhà thờ tổ. Tôi chúc các cụ, các ông, các bà và các cháu luôn mạnh khỏe, đoàn kết để cùng nhau tôn tạo nhà thờ tổ được sang trang. Tôi xin có mấy lời mừng. Mùng 1 tháng 4 năm Nhâm Dần niên, con cháu ở Tuyên Quang về dự khánh thành nhà thờ tổ. Con nay xin mừng, con là con dâu họ nhà, con về dự khánh thành nhà thờ tổ hôm nay. Con có mấy lời con chúc chú họ ta, thật là phú quý vinh hoa vinh dự, cụ tổ họ nhà phụ ngự ngôi nhà thờ rộng mát sang trang. Cháu chắc chú mộ đạo một lòng, có chú lễ nhỏ dâng lên kính gia tiên tổ đường. Thắp nhang thơm châm con đi quỳ là tay con chắp chắp, con quý xin Phật và trời tổ tiên độ cho con cháu, mong muốn cho mọi nhà một năm gặp nhiều may mắn. Con khát khao mong cầu mọi người đều được bình an. Tiếng chúc chúng mừng con lại xin cụ tổ linh thiêng phù hộ con cháu họ Huy, ban lộc lòng ban tài, ban cho con cháu học tài thông minh, ban cho sức khỏe khang ninh, ban cho gia đình hòa thuận cháu con, ban cho cháu họ đoàn kết một lòng cùng nhau thờ phụng cụ tổ. Có nhà thờ rộng mát sang trọng uy nghi, tôi xin chúc mừng các cụ. Hôm nay là ngày khánh thành nhà thờ tổ. Tôi xin chúc mừng các ông, các bà.